còn phân những kỷ niệm về mùa thu cho chúng em là những kỷ niệm sâu sắc về những buổi tự trường, những bàn tay giữa bước cha mẹ và những cử chỉ ân cần đón chúng em vào trường của thầy cô giáo. Cuối cùng em xin chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo có mặt buổi hôm hóa trang hôm nay có nhiều sức khỏe thành công. Chúng em xin chân thành cảm ơn. Chủ đề hương sắc mùa thu. Đầu tiên xin giới thiệu với toàn thể mọi người bộ trang phục hoàng tử lá do người mẫu Huỳnh Huy Hoàng trình diễn. Em lựa chọn những chất liệu từ các loại phế liệu từ nông nghiệp. Đầu tiên đó là chiếc vỏ bao phân. Chúng em thiết kế thành nhiều áo với màu xanh đẹp đại diện cho mùa cây cỏ để tạo nên đặc chúng em điểm thêm những sợi dây màu vàng tượng trưng cho những chiếc lá vàng mùa thu. Tiếp theo là bộ trang phục nữ với tên gọi công chúa hoa. Không còn sử dụng được. Cuối cùng em xin thay mặt lớp 6A1 chúc quý vị đại biểu, ban giám hiệu và các bạn, các cô giáo, thầy giáo mạnh khỏe, chúc các bạn có một ngày trung thu ý nghĩa. Em xin hết ạ. Ban giám khảo, các thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến, lớp 6A2 chúng em hôm nay mang đến bộ trang phục mùa đông không lạnh. Mọi người đã biết công dụng rất nhiều và hại cũng không ít. Với một ý nghĩa, hãy tiết kiệm túi bì ni lông tái sử dụng chúng một cách tiết kiệm nhất có thể. Em xin chúc buổi diễn thành công tốt đẹp. Em xin chân thành cảm ơn. Ngay bây giờ xin mời tất cả các người mẫu chúng ta ra phía trước.